nhà. Chào cả nhà. Hôm nay mình xuống nhà bạn câu cá cả nhà ơi. Rồi, Hằng xin chào cả nhà nha. Hôm nay gia đình mình sẽ đi lên nhà của anh Út và anh Út dẫn đi câu. Cái ao này là ao thiên nhiên hay sao anh Út? Hả? Ao này là ao thiên nhiên hay sao? Ao hãy giới thiệu sơ lược về lý lịch của cái ao này. Ao cũng lâu năm rồi cũng chưa có tác. Hồi lúc trước đó bên kia cũng có sàng qua ít cá. Cũng có cá này cá kia vậy đó, lộn xộn. Vậy là nó nhiều cá dưới đây hả? Tùm lum dưới. Bữa nay thử vận may của Út ra nha. Út sẽ ơi. Đầu dính cá sấu à. Hả? Lâu năm tác dám có cá sấu. Ghê quá Út ơi. À, sao anh Út không câu? Có một cần. Út ra đây là đủ rồi. Chưa chắc à. Kệ giật rồi kìa. Ôi. Cái gì vậy? Chết luôn. Cái gì không biết nữa. Cái gì không biết mà chết luôn là sao? Ghê nó vô coi. Cá chê cả nhà ơi. Ngoài chạy cá chê trắng nó bự. Cá chê trắng không? Cá chê trắng gì mà mập. Ủa, ghê vậy. Mập hơn em nữa. Hay vậy ta. Chú Út là không nghe biệt danh của chú Út câu cá hay sao à? Này có bộ dễ ăn hơn hai chú cháu mình đi câu cá gô á trời. Chờ kiếm thêm. Rồi cái lưỡi đâu rồi? Dạ. Cá nó không có ăn thịt của Út đâu. Ôi da. Xấu rồi. Anh Nguyễn đi lấy con câu hay gì kìa. Tạm giật mình. Ủa cái giọng đó cá gì nó? Cá anh đi câu hồi giấc sáng. Cá lóc hả? Cá lóc. Nữa rồi kìa. Dính nữa rồi. Rồi vậy là cái ao này dữ lắm cá hay gì? Chắc nghi nó nữa quá. Chơi nữa. Cái hàm này dữ lắm cái chơi hay vậy? Hàm này dữ lắm cái chơi hay vậy? Đó câu rồi bạn. Trắng rồi à. Sao cái gì trắng? Câu hỏi chết luôn. Con hay quá nè. Sao liền chỗ nào cũng nói rồi vậy? Sao sao đắng. Đâu. Thôi khúc này cái chơi qua đổi qua khúc khác đi. Mẹ của anh Nguyễn cả nhà. Chào bác Sáu. Mẹ của anh Nguyễn đang làm vườn. Chết luôn. Thấy cá ngớp rồi Út không luôn. Để cái đó là vô phương nó ăn rồi. Sao xảy nữa? Quậy ta. Xảy gì là nó bự ra nó mới xảy đó. Sao nãy dễ dính quá cái này không dính không được đó. Đây, bây giờ mình sẽ tiến sát gần lại xem bác Sáu làm cái gì. Hả? Đậu kiến gà mà kiến kỳ cũng chết. Hang nha, đừng quay nha. Ý, mồ hôi hả? Ăn kiếm mồ hôi quá trời luôn nè. Vô phân cho bưởi hả? Sao? Vô phân cho bưởi. Trời quá trời giỏi nha. Khu vườn này thì hôm bữa mình đã có xem một lần rồi. Đủ thứ hết trơn, cái gì cũng có. Có quay vàng nhanh dây không? Dạ có. Trời quá trời luôn. Ở đây trồng bưởi nhiều ghê hả bác Sáu? Trồng được 55 gốc rồi. 55 gốc hả? Ừ, 55 gốc rồi đó. Cái này rồi nè. Nó mới chồng dạ. Tháng 4 cái gì?
gì vô con bò hôm nay không có không rồi xúc đổ đại vô đó. Dạ. Ở nay mắc banh gấp ra mới được. Đây là một cái cửa hàng rau củ quả, không thiếu một cái gì luôn á. Ủa chị Út, dạo này cải xanh này tốt quá ha, nó không có bị lủng lỗ như hôm bữa nữa. Cái con bọ rùa phải không? À, dạo này nó không có bị lủng nè. Bên đó là cải xanh, còn bên đây là cải ngọt. Đây trồng cải tốt quá trời. Giờ chị Út đang thu hoạch nè. Chiều đi hẹn về con hết đi. Hai mẹ con, người thì vô phân bưởi, người thì hái rau. Dạ dạ. Giờ chuyển phương án nữa rồi. Gì vậy? Sao cá như luôn bắt được. Tại vì mà quá rồi. Biết chắc chắn là trong hầm có cá mà bắt không được đó cả nhà. Chứ đâu phải là đơn giản đâu. Quá trời dính cá đầy tượng con rồi. Dính tay tượng bự, dính cái tay tượng bự rồi kìa. Im mày. Quay qua đây anh Út, quay qua đây. Đâu tay tượng bự đâu? Cái tay tượng con không à. Đi trời. Quậy đây cho bạn chạy nha. Rồi. Đây, là kéo hả? Là kéo hả? Đúng rồi, tại vì bình thường nếu là chạy là chú phải đứng trên bờ, còn này là kéo chạy cho nên chú phải ở dưới. Trời, bữa nay không có thằng Giang, chú Út lặn luôn trời. Hai ông lặn luôn. Nãy giờ mình câu không có được rồi, cho nên giờ mình chỉ mà mình chạy. Kéo đi. Được chưa? Kéo đi. Coi chừng cái nè. Bự nè. Bà bằng lặng mà có thể dịch luôn đi. Rồi để lên lặng. Cái đầm bự quá nè. Bác sáng nó coi chừng cái vô. Ê, con nhảy tay tượng hả? Con. Cái gì bự, đầm bự lắm. Từ
từ nghe, từ từ để con quăng nha, từ từ con quăng con nha Út. Đang bự lắm, bự không biết cái gì vậy. Con ra bự quá. Cái gì vậy? Ai biết. Rồi. Lên đi, lên đi. Còn không? Bác, con dừng cái vồ hay cái lóc bông gì đó. Trời ơi. Con cá chép. Cá chép bạn ơi. Cá chê nữa. Chép. Ồ, con cá nó đẹp. Ôi, hai bạn cá chê luôn kìa. Sao ơi? Dính con cá đẹp dữ lắm luôn. Cá chép mạnh kìa. Con cá màu cam. Ơi, không phải cá lóc bông cả nhà, cũng không phải cá vồ đẻm luôn, mà là một con cá màu cam. Mà để tôi móc móc nó được. Móc mang nó đi. Là cá chép. Xuất sắc. Ôi, nó mạnh quá. Ôi. Ôi, con cá chép, nó ở trong cái bụi này nè mà. Khủng khiếp. Thả mấy cá chê đi, cấp này mình quá cá bự rồi. Thôi chắc giờ mình với cái con cá này đi. Chưa thả mấy cá kia cho chứ cá này chú ý mình chút mà mình làm thịt nó rồi. Rồi rồi rồi. Không ăn cá này đẹp quá, ăn được không? Được được được, rất ngon. Rất ngon luôn hả? Đi đi. Rồi. Đem lên bờ đi để nó nhảy cái tiêu này. Công sức xe đạp sớm vậy không? Rồi, mình kết thúc quá trình săn bắt nha cả nhà. Mình dính được con cá này dữ lắm đó em ơi, từ hồi nào tới giờ luôn á mới thấy á trời. Cái chép thì giống có 3 kg rồi ta. Cá này chắc hồi xưa Út thả cá con xuống á. Không á, cá tự nhiên. Cá tự nhiên à, đâu thả. Cá đó chỉ giống có 3 kg. Là ở ngoài xong nó vô hả? Ừ. Theo ống bọng á hả? Đúng rồi. Quá im. Có cần thử không? Cần cần thử không? Có cần cần chứ. Đây, mình sẽ đi vô cái gian bếp của nhà anh Nguyễn. Trời ơi, nó cắt 2 được rồi, cắt 2 được rồi đó. Cắt 2 chắc lọt rồi. Làm xong rồi cả nhà ơi, chú Út đã làm xong con cá. Rồi bây giờ bữa nay là làm món gì anh Út? Anh sẽ làm cá chân tương. Chân tương hả? Cá chép chân tương. Cá chép vàng chân tương. Cá quá to. Bự quá không có cái cái gì giáp nó mà chắc phải cắt ra được. Cái lò này cũng im nè, lúc này là xay hả? Xay à. Xay sát dính vô luôn hả? Đẹp quá ha, gì nó cũng sạch sẽ thuận tiện nè. Bên này thì củi, dưới đây để bếp ga. Đặc biệt cả nhà, cái tủ huyền thoại, cái tủ để đựng gia vị. Ủa cái này là mà anh mua hay là mướn tao đóng rồi nốt? Cái đó hả? Ra đóng rồi. Trước bà đóng. Trời ơi, cái này dữ lắm lâu rồi phải không? Lâu. Mấy chục năm về trước rồi. Mấy chục năm chưa mà mình lớn mà mình đã biết cái đó đúng không? Anh Nguyễn sẽ bắt đầu món ăn. Cho giờ ít dầu. Nóng đều. Tỏi.
cá nó vàng, cái thịt nó cũng vàng luôn. Rau sống á. Rau sống để mà mình quên mấy chén. Không có thời gian này, không mình rủ qua dọn chén. Cái da của nó kìa, nó nó em đi ý là anh Út mà mỗi lần anh Út mà khử tỏi hay hành là chảo nóng, là khi mà anh Út muốn bỏ cá hay thịt gì vô là anh Út nhắc xuống nha, để cho nó đừng có bị chóc lớp da nó dính. Cho lên tiếp. Nồi cứ nốt trên cũng nồi cổ mà trời. Nồi cổ. Lâu rồi. Ấm. Cái ấm cũng cổ. Nút làm kiểu này chắc khác kiểu của ông Sáu, thấy là khác kiểu của ông Sáu rồi. À. Khác rồi. Nước dừa kìa. Nước dừa này của bác Sáu chặt cho em với chú Út uống á. Lấy cái nấu này bỏ khoan. Không đi, để nấu đi. Ừ. Đó không. Nhỏ này dừa nhỏ lắm. Cho dừa. Lên hả, bác Sáu chặt dừa cho uống, mua không. Bánh cho ăn. Út uống đi, con mới uống một chai nha đam mà. Từ từ. Mà cái nhà uống nước dừa. Tôi nghiệm bác Sáu ghê. Mình trả bề cho nó thấm. Nước dừa. Nước dừa tươi. Thiếu không còn kìa. Thôi được rồi. Không được. Tiếp tục đẩy. Bây giờ chỉ mình đẩy lên chính là xong. Ủa, lại gọi hả? Đúng rồi. Còn nữa, còn một ít gia vị nữa mình hồi đến sau ra nó có vô. Giang đậu nha. Rồi. Hay, thằng nghề của Út mà.
Hình như lần nào mà làm món cá chân tương chú Út cũng phụ trách dàn đậu hết trơn. Rất tiếc cho bà với lại Giang hôm nay lại vắng mặt. Má được chưa? Đi xíu còn gọi không? Hết luôn hai vị phân, không nữa. Chú sẽ ghen đậu phộng. Chấm đùng đùng hay vậy lúc? Đùng đùng lên. Nãy giờ lặn quá trời đó bụng. Lẹ lên là chín nha. Kéo vòng 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 hồi quay lại nơi bắt đầu dính. Bỏ vô. Sao nè? Nó thơm quá anh Út ơi. Quá thơm hả? Nhưng mà cái chỗ này nó hơi xa cái bóng đèn đây nè. Thịt cá kìa. Bung nè. Hồi lúc mang vào bé tôm em có ăn cá này nè, nhưng mà em ăn cá nhỏ nhỏ, cá tận 1 ký rồi. Dạ. Con này thì bự quá. Bữa nay em tận khoảng 3 ký đi. À. Quá thơm. Ngon quá nè. Trời. Hết hồn. Làm giúp mà anh bán. Xin chào cả nhà. Mình có lỗi lên trễ thôi, bây giờ mình làm nước chấm cả nhà. Còn sáu nè. Nãy giờ chú với anh Nguyện lặn gần chết luôn chứ giờ ba bén ngót à. Trời ơi bén gì? Cũng mới xong câu chuyện rồi, cái đầu con nó đen. Giang nó chưa về hả ba? Dạ chưa. Ba nãy giờ tưới chắc là tưới cái vườn rau của mình quá. Tưới ba cái rau sao hè nắng nó phải héo. Vì ai tới đây đi về. Nãy con thấy vườn sáo có đi lên với ba phải không? Có, đi tham quan rồi. Nước mắm gì ba? Mắm chua ngọt. Mắm chua ngọt. Chứ 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 hết động hết ớt này lóc bếp lạ ông Sáu hơi lồng cộng có gì đâu lồng mình tập trung vô món chính của mình đi gừng. Anh Út cũng làm chân tương nữa nè ba, mà làm khác kiểu ba, mọi người ý khác mà. Đây con cá này nó đẹp cực kỳ luôn, nó ngon, cái màu nó vàng đẹp đúng cái màu con thích luôn chứ. Nó chín rồi đó hả? Chưa, để anh đây anh cho hành này nó chín cái nữa là xong. À, có nghĩa là bây giờ cho chín củ hành nữa là cái món mình hoàn thành đúng không? Đúng rồi. Một chấm chua ngọt, đây là tỏi, ớt, đường, bột ngọt. Tập chụp quá cả nhà. Biết nha, anh Út còn thiếu cái món này. Chân tương này đâu thể thiếu cái này được. Đúng rồi. Cúng tàu. Cúng tàu, anh bỏ vô một ít tương cho nó thơm. Rồi vậy là bỏ vô đây là nguyên liệu cuối cùng. Cuối cùng. Hoàn thành rồi đó. Tới mùng 6. Bà chạy tắt này thơm quá. Ở đây anh Nguyện toàn là nhà chồng không. Đây mình cho nước mắm vô nữa là hoàn thành cái chén nước chấm cả nhà. Ủa nãy ba đâm tỏi ớt rồi sao nữa? Đâm tỏi ớt xong rồi cho một chút cho chanh vào nè. Rồi cho một chút nước lá vào. Rồi nước mắm hả? Nước mắm vô nữa xong. Rồi cho đi. Cho nước mắm nào? Cái đó đó. Rồi mình đã hoàn thành rồi. Nước chấm mình đã hoàn thành nha cả nhà. Đây, hàng phẩm đây.
Bây giờ mình đây hỗ trợ cho anh Út lót cải xanh ở dưới nha. Rồi mình hai sáu với bạn tôi hỗ trợ cái dĩa cho. Đó. Lửa luôn. Quá hay quá. Hay quá sao ơi. Một nước. Chào Dưỡng Sáu nha. Đây tới cái đó đi, tới cái đó đi ha, lên lên nước luôn. Dăng lưới chúng không sao? Cái mấy 2 ký à. Có hai tay nhỏ. Đó. Để miếng. Rồi mình không múc nước lên không? Múc chứ. Rồi cái trứng. Trứng để bên kia đi. Rồi, đi ra múc đi. Mình sẽ cuốn bánh tráng nha cả nhà, để coi làm sống. Rồi, chú Út bưng ra nha. Dạ, bưng từ từ luôn. Chỉ có một món duy nhất thôi nhưng mà vẫn rất là hành tráng nha cả nhà. Cá chép vàng tương với cải xanh. Cá làm bự quá trời bự. Bên kia là khúc đầu, bên đây khúc đuôi. Mình sẽ cuốn bánh tráng với rau sống với nước mắm chua ngọt của ông Sáu. Đây, thằng mời hết cả nhà mình, mời cả nhà cùng thưởng thức cá chép vàng tương. Hôm nay là món của anh Nguyện, cá nhà anh Nguyện luôn. Giới thiệu với cả nhà, đây là bác Sáu trai, là ba của anh Nguyện. Xin chào bác Sáu. Dưỡng Sáu, ba. Anh Út. Đây bên đây bác Sáu gái là mẹ của anh Nguyện. Bà xã anh Nguyện mắc cỡ rồi cả nhà ơi, không chịu lên rồi. Còn đây là hai bé gái, bé gì Thảo My với lại Hà My, Thảo My là bên đây bé lớn, bên kia bé nhỏ, hai đứa con gái của anh Út. Rồi, mời hết cả nhà mình. Mời cả nhà lại đây. Đúng rồi, mình hút qua bên để cho bé với này. Cuốn được không con? Được mà. Nghèo nè. Bên này cuốn cá chép cả nhà ơi. Cuốn bánh tráng cá chép nè cả nhà. Này ngon lắm đây. Bác Sáu gái thì trong mông mình kéo dính được con cá lóc bông. Vậy mà không vậy. Có cá lóc bông. Cá nó bự lắm. Cá nó khôn gì đâu á chàng. Trước tác hôm nay thả qua ba con hả? Mèo lớn. Ôi, bé mèo giỏi quá, bé mèo cuốn xong trước luôn. Mèo là Thảo My hả? Mèo là Hà My. À, mèo là Hà My. Nhưng mà ở nhà Út hay gọi là heo với mèo không à. Thằng cũng quen gọi tụi nó như vậy luôn à. Miếng cải xanh. Ngon không con? Con gái? Dạ ngon. Bà quá dễ thương vậy trời. Ba con làm món mà không ngon sao được. Rồi tới Thảo My nè, tới Thảo My nè. Gấu đùi nó chờ đợi nó. Nay vui không bác sao? Vui không? Vui. Con Linh đây làm phiền quá hả? Đó, đâu phải đâu phiền, vậy là mới vui đó. Mời dạ. Cả nhà cuốn bánh tráng. Thôi mình ngồi vậy luôn nha. Ngồi vậy luôn đi. Túm lá môn. Túm lá môn à. Dạ quá trời thịt luôn. Cà dẻ ha. Mời cả nhà một quấn bánh tráng. Vô. Dưỡng Sáu cuốn cho bác Sáu trai hả? Trời ơi Út ơi. Được không sao? Sao? Nó ngon. Mà sao? Ngon không? Ngon không? Vô chưa sao? Làm món của ta. Giờ bác Sáu còn nhúng bánh tráng nha. Vô cả nhà ơi. Vô. Mời cả nhà. Vô rồi. Mời cả nhà. Vô con. Vô. 2, 3. Vô. Có mấy mèo. Vô. Cái này tháng 10. Trời nhanh tối quá à. Mới đây mới thấy đây cái tối rồi nè bác Sáu. Được rồi con được. Con được, con ngồi ăn đi, con được.
mà ống đèn sao bùi không bùi quá. Giờ mình gắm cái vô nè, nguyên vậy đó. Ừ, nó chấm nè, để vô khỏi cần quấn ha, bắt đầu không quá. Rồi tiếp theo đó là mình làm gì? Mình ăn. Để rồi đây con cuốn cho bà sao cuốn nha. Để bắt cuốn nha. Để con cuốn cho. Đây nhúng lại bắt cuốn như vậy. Cái xanh này hết đi. À để miếng giá rồi. Còn nhiều lắm đó. Anh Nguyễn có hai đứa con gái dễ thương quá trời quá đất. Thằng nữa là rồi cuốn cho sao chú sao nữa. Nên vô bắt sắt. Được rồi. Bữa nay sao tôi hên tôi quấn được con cuốn. Chứ quấn trên tại quấn không được. Phải có cái gì. Hai cái gì vậy? Không ăn cá nữa, không ăn cá ngon sao đâu. Hôm trước còn nhiều lắm. Rồi sao tự nhiên nó mất một lần nữa chứ. Chết vậy. Ngon hả bé mèo? Nó chết rồi giờ thì. Ngon hả con? Ngon quá. Khở kìa. Quá từ từ quen hả con? Nhưng mà dạy con cá nó mày quen. Sao không? Yên tâm đi. Dạ, một chút xíu con sẽ ăn sao bác sắc. Nó đường quay chú ơi. Công việc của con, công việc chính của con là gì nè? Thường xuyên là vậy đó. Nó đâu có được ăn, mình ăn trước cho nào. Dạ cá nhiều nhiều vô con. Dạ cá bự kìa nhiều nhiều. Ờ, dẻ bự bự á, dẻ bự bự dễ cuốn lắm. Dẻ nhỏ quá khó cuốn lắm. Vô cá đi nút. Thì chết cái nha con. Bé nhỏ hình như nó không ăn cay được, nó thấy nó không có chấm. Này lấy nước tương cho nó chấm được không? Được. Vô trong chú Út ăn được là chắc cũng dắt nhiều người ăn được. Con không dám bàn chú Út vô rồi. Đồ cay là thấp nhất đó hả? Đồ siêu cay. Ông Sáu dữ lắm rồi, ông Sáu cứ lắm kỳ rồi, hồi chắc tím lắm môn luôn quá. Sao mà hả? Ba đâu có ba quấn được mà. Rồi trong chén ba cái gì kìa? Cái đó cái khúc nãy còn tao cặp cải xanh riêng. Cái này xí cua. Dạ, mời chú Sáu. Này xí cua cuốn nè. Có vụ xí cua nó chạy. Vô chú. Vô sao rồi? Mời bác Sáu. Vô. Vô. Vô nè heo. Vô nè heo. Mấy con lên bắt cá làm con nó nói gì trơn á. Ăn đi anh. Đừng gói thêm cải xanh vô nữa. Thôi giờ cũng trễ rồi cả nhà. Để cho gia đình Mông Lúa Đồng Tháp với lại gia đình của anh Nguyễn với lại Dương Sáu rồi tiếp tục thưởng thức cái món cá hôm nay nha. À, xin kết thúc clip ở đây, chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ nha. Hẹn gặp cả nhà vào cái clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Đây chỗ này anh Nguyễn có cái cây này nè cả nhà. Nó tỏa hương thơm cực kỳ luôn á. Nhất là buổi tối xuống nha, buổi tối mà sương xuống á là nó rất là thơm luôn.